Trước nhà bé Bông có một cây khế ngọt. Bé Bông rất thích ăn khế. Ngày nào bé Bông cũng năn nỉ mẹ hái khế cho mình ăn. Bông nè, con muốn ăn bao nhiêu trái? Dạ, con muốn mẹ hái cho con nhiều, thật nhiều khế luôn. Mẹ bé Bông thấy thế bèn xoa đầu bé Bông. Vậy là con không biết ăn bao nhiêu trái đúng không? Bây giờ mẹ sẽ dạy cho con những con số đếm. Khi nào con muốn ăn bao nhiêu trái thì con cứ nói mẹ hái cho con nha. Mẹ bé Bông và bé Bông cùng học bảng số đếm trong phòng. Bông rất vui vẻ khi học số đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngày hôm sau, bé Bông cùng mẹ ra hái khế. Bé Bông chỉ tay lên trái khế. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trái khế nè mẹ ơi. Mẹ bé Bông nghe thấy liền cười. Bông nè, con muốn ăn bao nhiêu trái? Mẹ ơi, mẹ hái cho con 1 trái khế nha. Mẹ bé Bông hái xuống cho bé Bông 1 trái khế. Bé Bông vui mừng cầm trái khế ăn ngon lành. Ăn xong, bé Bông nhìn mẹ rồi nhìn lên cây khế đếm. 1, 2, 3, 4, 4 trái khế luôn kìa mẹ. Cô bé quay qua mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ hái cho con 4 trái khế nha mẹ. Mẹ bé Bông hái rồi đưa cho bé Bông. Dạ, 1 trái cho ba nè, 1 trái cho mẹ nè, 1 trái cho anh Phô, rồi 1 trái cho con nữa. Bé Bông tủm tỉm cười. Mẹ Bông ôm chầm lấy Bông và hôn một cái lên má em. Bông của mẹ thiệt là giỏi, vì con đã biết chia sẻ với mọi người.